Xin chào tất cả anh em. Đã có những thắc mắc cũng như tranh luận của rất nhiều bạn đã gửi đến mình sau video đánh giá cho chiếc CPU Ryzen 3 của AMD rằng AMD vẫn chưa thực sự có dòng CPU nào để cạnh tranh với Pentium G4560 cả. Cùng với đó là những yêu cầu xây dựng cấu hình giá rẻ tầm 5-6 triệu mà có thể chơi tốt các game online hiện nay như LOL, Dota 2, CSGO hay đặc biệt là tựa game mới nổi hiện nay là Blade & Soul. Do đó mà trong video lần này, mình xin giới thiệu tới anh em một chiếc CPU vô cùng mới đến từ AMD. Đó chính là chiếc APU AMD Bridgestone Ridge A8996 với 4x4 luồng và tích hợp eGPU là Radeon R7 với giá chỉ 1.750.000 đồng bằng với giá thành của chiếc CPU Pentium G4560. Kèm theo đó sẽ là một cấu hình PC gaming giá rẻ chỉ khoảng 6 triệu đồng để mọi người cùng tham khảo. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Theo thông tin thì có thể một số anh em cũng biết rồi thì AMD đã chính thức tung ra thị trường là dòng A-Series thế hệ thứ 7 với mã là Bridgestone Ridge và thường còn được gọi tắt cho dễ dàng đó chính là APU. Thế hệ thứ 7 của dòng A-Series này sẽ được lọc bỏ đi là dòng A4 và thêm vào đó sẽ là dòng A12. A-Series sẽ vẫn được sử dụng kiến trúc là Excavator và dựa trên tiến trình là 28 nanomet. Đây chính là chiếc CPU của AMD có tích hợp là eGPU sẵn chứ không phải là các CPU sử dụng cấu trúc Zen như là Ryzen, Epic hay là Threadripper là sẽ không có eGPU tích hợp. Và cụ thể hơn thì mình sẽ đánh giá cho anh em là chiếc CPU A8-9006. APU AMD A8-9006 sẽ mang các thông số cơ bản là 4x4 luồng, bộ nhớ đệm cách là 2MB, xung nhìn mặc định là 3.1GHz và có thể turbo tối đa là 3.4GHz. A8-9006 vẫn sẽ được sử dụng đó là socket ARM4 với mức tiêu thụ điện năng là 65W. Tuy nhiên, khác với Ryzen thì A8-9006 lại không cho phép người dùng unlock, tức là có khả năng ép xung, nên nó sẽ hướng tới người dùng ở phân khúc phổ thông, văn phòng hay là game net. Điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt và điểm nhấn cho A8-9006 là được trang bị bộ vi xử lý đồ họa Radeon R7 có xung nhịp từ 655MHz và turbo tối đa sẽ là 900MHz. Do đó, dù không cần thêm các đồ họa rời đi kèm thì bộ PC của bạn vẫn có thể chiến tốt được các game online hiện nay. Và cần chú ý một điều trước khi build cây rằng tất cả các dòng CPU thuộc A-Series thế hệ thứ 7 này đều chỉ hỗ trợ RAM DDR4 và bớt tối đa sẽ là 2400MHz với tinh đôi mà thôi. Thêm nữa là theo kết quả mình test được thì A8-9006 khá là kén chọn dòng RAM. Có thể là do mainboard vẫn chưa được cập nhật các bản BIOS mới nhất cho A8-9006, nhưng mình nghĩ việc đó cũng sẽ sớm được AMD khắc phục như Ryzen mà thôi. Qua các bài test của mình cho A8-9006 thì mình xin đưa ra một cấu hình giá rẻ và tiện nâng cấp với con CPU này cho anh em cùng tham khảo. Cấu hình chi tiết sẽ bao gồm những cái tên chính là APU A8-9006, main Adrock A320M HDV. Đây là chiếc bộ máy chủ mà mình thấy rằng nó ngon, bổ và rẻ nhất cho người dùng ở mức sử dụng văn phòng và game net khi mà họ luôn muốn tiết kiệm chi phí. RAM Adata XPG 8GB DDR4 có bớt là 2133MHz và tản nhiệt độ hải đẹp mắt để duy trì hiệu năng hoạt động. Cuối cùng là một nguồn Unbake HK400 400W là thoải mái cho bộ PC này cũng như để dễ dàng nâng cấp về sau này. Kết quả test thu được qua bài test Sigmen R15 Multithread và cả Single Thread thì ta có thể thấy rõ là A8-9006 dù có 4x4 luồng nhưng nó vẫn chỉ phù hợp ở mức sử dụng văn phòng là chính mà thôi, không thiên hướng quá nhiều vào khả năng đa nhiệm và là một sự cạnh tranh lớn với dòng Pentium của Intel ở mức giá rẻ. Và ngay sau đây sẽ là phần test game cho A8-9006 nhé.
quả là một bộ PC tuyệt vời phải không nào? Giá rẻ, hàng mới 100% chính hãng, bảo hành dài cho linh kiện, chiến tốt các game online hiện nay và cả các game nó nặng ở độ phân giải là HD720p. Mình nghĩ là khó có điểm gì để mà chê ở mức giá này mà bộ PC này đạt được cả. Còn bạn, ý kiến đánh giá của bạn như thế nào về chiếc APU A8996 này? Cũng như có những góp ý hay cách đi cố gắng tốt hơn ở cùng tầm giá, hãy để lại tại dưới comment nhé. Và đừng quên cả like và share video này nữa nha. Mình là Xuân Bình đến từ Phúc Anh Smart World. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.